Rồi thì hôm nay mình sẽ đi bè mới nha anh em. Này là bè bè chú Năm, chú Năm Bích hả? Ừ. Lớp này mới đi luôn hả? Hồi xưa mấy năm trước có xuống đây một lần. À. Lâu quá rồi không đi không nhớ. Nãy chạy vòng vòng đâu nhớ chỗ nào đâu. Ở đâu? Ông Minh Mó Cài. Trời lúc trước đi có đi chung cường rồi không? Đi chung với bên ông gì ông Tuấn bên giao thông á. Dạ. Rồi lên bè nha anh em. Ra mình đóng đô bên đây đi. Mình thích mấy cái bè gần gần con bờ vậy nè. Nó càng càng nó dễ có cá nè. Đó. Đây nha. Thì cũng như đó giờ thôi anh em. Đây. Trộn nước bóp dẻo là câu. Anh em nhớ là càng bóp nó sẽ càng dẻo nha. Nên mình bóp càng bóp thì nó sẽ càng dẻo. Và nó dẻo là mình sẽ câu được. Tại vì câu xong nước nó sẽ chảy. Nước chảy mà anh em bóp không dẻo nó sẽ bể. Vậy thôi. Rồi mình câu là mình câu chùm nho 4 nha anh em. Chùm nho 4 lưỡi số 13. Cái này anh em cứ thả đụng đáy là lục. Đó. Đây, chùm nho 4 lưỡi, 10 chùm 60 ngàn thì câu bè hiện tại bây giờ thì anh em cứ nên chơi cái này thôi. Thì nó sẽ tiện cho anh em lắm, dễ dính cá, dính tùm lum loại cá luôn. Cá ta, cá chép, cá mè, cá chim, cá cóc thì dính tùm lơ hết nha anh em. Đó, mình sẽ bóp cám vừa cái lưỡi ra chơi. Rồi, vậy là thả xuống nha anh em. Thả đụng đáy là lắm nha. Thì mình sẽ câu là mấy cái HK thôi, HK01. Cái này cắm gốc 2m1. Vớn một nồi rồi. Đó, cây này là cây màu vàng canh. Nhưng mà cái này là lâu ngày quá anh em. Cái này mình câu hôm nay cũng 3 năm trời rồi. Cho nên nó sẽ bị bay màu xíu. Đó. Rồi thì bây giờ tới cây màu đen nha. Tiếp nha anh em, bây giờ là cây xanh ngọc nha. Thì anh em cây nó ăn rồi anh em. Đó anh em thấy nó mổ nhẹ nhẹ không đó. Nó không mổ nổi, nó không rút nổi gần. Nè mình vây cận cho anh em coi nha. Anh em coi cái đọt cần nó lắc lắc nhẹ nhẹ. Đó. Đó. Rồi thôi bắt nó nha anh em, con này nhỏ xíu à. Mấy con cá này thì anh em lưu ý là mình không có giật nó nha. Mình cố gắng mình làm sao cho nó đừng có bị dùng dây. Nó không dính luôn hay gì rồi. Rồi dính là lạng là chạy rồi. Thôi rồi con cá ông nội ơi. Cá gì vậy. Rồi nói chung là cũng có nha anh em. Con đầu tiên nha. Cá ta. Đây anh em thì mình mới lên được con nữa anh em. Mà cá cũng y chang gì nữa. Cá cỡ này nữa anh em ơi. Hả? Lên được con dính luôn cái chùm nho của anh ta nè. Chùm nho sắc nghẹt luôn. Rồi. Nè anh em, ăn anh em. Rút ghê không? Ghê không? Còn đây làm cái nữa, cái nữa bắt ơi. Anh mạnh lên rồi. Xong luôn, im ru luôn rồi. Cá con nữa anh em ơi.
Nó đó, nó còn nhíu nhíu nhẹ nhẹ đó. Rút không nổi nè. Bắt nha, bắt nha. Cá nhỏ xíu rồi. Dở lên, mấy con này dở nữa chứ không dám giật. Giật nó sảy hết trơn à. Khổ dính cá mà không dám giật. Cái này ăn nữa anh em. Đó, cây nãy mới vừa bắt lên, vô tới chỗ sảy rớt giải ruột lưỡi. Cái này ăn tiếp nè. Để anh bắt cái này luôn nha. Cá lý lý không biết rồi, cá không sung gì hết trơn. Cỡ một. Con này nhỏ hơn con nãy nữa. Con nãy bự sảy, con này có chút xíu, con này bé tí luôn. Tiếp nha, con này con thứ 1, 2, 3, con thứ 4 rồi. Nữa anh em, nữa. Con này tổng rồi. Con này tổng hơn mấy con nãy giờ nè. Nè, đó. Đó. Tổng hệ anh em. Nặng nè, quay lên nặng nặng nè. Mấy con nãy quay không nặng. Trời ơi, ghê. Thấy chưa, bự thấy chưa. Tổng tổng là nặng liền, con này sảy rồi đó nè anh em. Bị người ta câu sảy rồi nè. Làm im chỉ cho anh em coi sảy nè. Nè mé dưới nè, nó tét mép dưới nè. Cái này là bị giật nè anh em. Là cũng như là ai câu dính rồi mà giật nó tét mép dưới. Giờ nó ăn lợi dính mép trên. Cá là tới số đó. Mấy con cá này cái miệng nó mỏng lắm, cho nên là anh em câu mà nó ăn, anh em giật là nó tét mép sảy hết trơn. Mình dở lên nó mới dính. Nữa anh em, cái này ăn nữa anh em. Nãy mới giật con chút xíu à, giờ ăn lại nè. Đó, ăn tiếp nè. Con này tổng hơn con nãy rồi. Tổng hơn con nãy nha anh em. Đó, 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 đó. Trời ơi, tổng hơn thiệt. Bự hơn được chút xíu nha anh em. Cái bè gì đâu mà tôi nói với anh em là mới vừa xuống thôi. Chưa gì hết, quay quay lại dính mười mấy con cá con rồi anh em. Cá hai ngón tay, ba ngón tay nè, dính nãy giờ cả chục con, mười mấy con rồi. Hai mồi muốn khùng luôn, giờ bỏ không hai mồi nữa nha. Mà tôi ơi, giờ ngồi đợi chút lớn câu tiếp nha anh em. Còn không thì con nào bự bự ăn thì ra bắt thôi chứ. Cái nhỏ để xuống ghen, để xuống ghen hoài luôn. Quá trời cái nhỏ. Đây đây đây, con này tổng tổng rồi. Đâu rồi, đâu rồi? Đúng quá trời mà đâu rồi? Thôi coi. Rồi giỏng bên kia bên đây nó rút dữ lắm mà qua đây nó im ghê rồi. Rút lại ơi, mạnh mạnh ơi, rút ơi. Đó, đó. Đó, đó, đó. Trọng trọng nữa rồi anh em. Trọng trọng rồi chứ không có bự nha. Nói chung là trọng trọng rồi đó. Đó, nặng nặng, nặng nặng nè, nặng nè. Trời ghê ghê, ghê. Trời ơi. Bự hơn nãy giờ. Con này giống cá ta cầu á anh em, nó dằn khè luôn nè. Đó. Cá nói chung là càng ngày càng bự, bự bự được xíu rồi nha. Bự bự mà cầm tay cầm giò cũng đỡ. Đó. Rồi tiếp nha. Rồi câu mà thì giờ ăn anh em ơi. Đây là khẩu phần ăn của mình. Đó, này đi là thì câu vợ nó cho như vậy nè. Ớt quá thì ớt luôn. Dập sâu. Đó, mà anh em ăn sôi với mình nha. Mới bừng hộp sôi ra ghen ghen nữa rồi. Chạy luôn. Cái nhỏ nhỏ nó quá trời, tôi nói anh em là nó binh thiên luôn á anh em. Nó kêu liên tục hai mồi muốn khùng luôn. Mồi đâu mà mới vừa bắt mồi xong đã xuống chưa 5 phút hết mồi. Rồi nó mổ cạch cạch nhịp 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 nhịp. Ben ben nhịp nhịp ben ben. Khủng khiếp. Này anh em, cái này ăn anh em. Đó. Đó. Nó nữa rồi. Làm nó nha anh em.
Ơi 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 ơi. Cũng được nghe, cũng được. Cũng được nghe anh em. Nói chung là nó nữa nhưng mà cũng trọng trọng nha. Ăn nữa nè anh em. À, mới bắt con xong thay mồi xong ăn ra liền nè. Đó, nó rút, anh em thấy rút không? Đó. Rút mạnh lên cho anh em coi coi. Mạnh lên. Mạnh lên. Rút không nổi anh em, nó còn nhịp nhịp gì hả? Đó. Rồi bắt nha. Mấy cá này nó ăn, nói chung là mình phải năn nỉ nó rút mới nổi. Mà năn nỉ cũng chưa chắc gì rút nổi nữa. Thôi con này bự nhất nãy giờ. Đây bự nhất sớm giờ luôn anh em. Khoảng 100g, 150 á. Ok, cá bự nhất sớm giờ nha. Cho này ăn anh em. Còn đây. Mới gian gian mà. Đâu rồi, còn không? Mổ cái đó coi. Im gu. Có thể dính luôn dưới rồi đó anh em. Mấy con cá nhỏ nhỏ là nó chỉ rút được bắt đầu à. Chứ không phải như mấy con cá kia nó rút hoài. Nó nghe một cái beng là coi như xong rồi đó, là lụm rồi đó. Thăm luôn nha anh em. Chín luôn rồi nè. Nó rút được cái một xong. Trời ơi. Trời, cái vô đếm luôn nội ơi. Đây. Vô đếm con nha. Cái ta cái vô đếm gì tờ lưa đây mà chung là cái con không, không có cá lớn. Vô đếm con đẹp ghê không? Toàn do à. Ăn anh em, con này thấy tổng tổng nè anh em. Đó, đó, rút cái này mình thấy cũng bự bự á. Rút này cũng được nha anh em. Không biết con cá nó ra có ra sao à. Rút thì thấy cũng được, ê nặng, nặng nha, nặng tay nha. Cá này được, đánh võng cái gì rồi. Ơi. Cá tê hả? Ui, lại chúa cá tê. Cá tê hàng chi nó rút quá trời luôn mà. Cá tê nha anh em. Đây cá tê nha. Trời ơi, dính dính cá tê dính luôn. Lầm anh em lầm nha. Cá nhỏ nữa. Ôi trời, mày dẫn anh em. Mày dẫn cái nghe vậy nè. Nói chung là nó cũng thoát nạn được con cá ta nha anh em. Đó, hồi nãy là cá ta nó làm liên tục luôn. Cái qua được cá ta, cái tới cá chê, giờ tới con cá mè. Hy vọng là qua con cá mè sẽ tới con cá chép hoặc con cá gì bự bự nha. Anh em kìa, anh em kìa, đó, 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 đó. Ăn trong kẹt nha, ăn trong kẹt. Ôi, bự vậy, bự vậy. Ừ anh em. Thì không lên luôn nè. Thôi thử lên nặng nghe cái gì vậy. Ôi trời ơi, đậu xanh á. Sao kéo nặng dữ vậy. Mình kéo lên nó nặng tệt à, mình tưởng cá bự. Thì chắc có dính lục bình này kia dưới kéo nó không lên quá. Tưởng cá bự anh em. Hay gì đâu, xách lên tới mặt thấy cái nản nữa. Quá trời trời, cá nhỏ luôn. Rồi anh em, cái này ăn anh em. Đó, đó, đó. Rồi cá nhỏ nữa anh em ơi. Ơi cũng tổng nha, tổng à. Rồi, đâu rồi, đâu chạy gì. Ơi không cố nội. Đi cũng làm được. Câu ký nha anh em, dính miệng luôn nha anh em. Tào lao vậy chứ. Hết bài. Cái chuyện
cái chuyện khó gì cũng làm được nữa. Dính miệng đâu qua nha anh em, lâu kiến à, bữa nay dính đây câu là dính câu dữ không à. Mày làm anh đi chút nó cho mày vô rộng luôn, bắt hết cũng thả chả chứ ăn nè anh em, ăn ăn mà này chắc cá nhỏ quá đó. Rồi bắt nha, trời con cá có chút xíu luôn rồi dướng luôn. À, lên vượt luôn, tàu lao xàm thì chứ thua. Rồi về anh em ơi, và bây giờ mình sẽ cho anh em coi hành quả mình gâu sớm giờ nha. Hành quả bữa nay chóng mặt luôn. Đó, thấy ghê không? Đó, chất lượng thì không có nhưng mà số lượng thì quá trời nha anh em. Cái này là mình đã thả bớt rồi đó. Không phải thả mà sảy nha anh em. Sảy cũng không phải là sảy nha. Nói chung là kiểu như cá nhỏ nhỏ, cái nản nản là biến bắt á, cái để nó bị ruột, bị sảy từ lưa nó rớt tùm lum ta la hết. Vậy thôi, chứ cũng phải thả gì. Thì mấy con cá nhỏ nhỏ là bắt về cũng có công chuyện để làm. À, cho nên là bắt hết. Bữa nay cũng bộn nha anh em, được cũng mười mấy con à. Nói chung là bắt hết, nếu mà bắt hết thì khoảng 20 con hơn á. Hoa này mình bắt không hết cho nên chắc khoảng mười mấy con. Này, cá mà bỏ vô gọng mà không có bẻ ngạnh nó cái nó dính vậy nè. Mệt không, tới chừng gỡ cái mệt không. Quá trời, quá trời cá số lượng luôn. Đó. Thấy ghê chưa anh em? Một khao cá luôn nha. Rồi, thì bây giờ để mình ra mình hỏi cái giá tiền này kia thử sao sao cho anh em ha. Mới gọng đầu ở đâu nữa. Ở đây ghi dễ xuống anh em ơi. Giờ cũng già cả yếu rồi. Đi xuống khó khăn nữa. Hết nhiêu tiền chú? Ừ, nhiêu đây đủ rồi. Con đi con về sớm lắm. Dạ. Dạ, dạ, để con lấy tiền cho. Đi không có cá nào bự hả? Con gửi chú. Con ngày nào con cũng đi hết trơn á, bữa con đi một chỗ vậy á. Đi dữ hả? Dạ con đi con làm cái câu cá nè. Đi dữ hả? Dạ. Giờ bên này bước xuống nó lắc không? Rồi về anh em ơi.